luôn ra ngoài luôn này. Hai phát xong rồi nha anh em nhá. Chào bạn nhá, hôm nay buổi thứ hai bạn ơi. Này thả buổi thứ hai thôi. Buổi hôm qua là buổi mình không có quay nha bạn. Đây ống này. Hôm qua là mình không có quay được. Ô cái này chắc trêu chứ. Bạn ơi. Thật có thật tưởng là nó trêu đấy luôn lên được trên này. Qua mình chỉ quay được đi vớt thôi. Không quay được chút nha bạn. Qua được 3 cân. Hôm nay thì được nhiều hơn hôm qua hôm nay. Cái này cạn quá. Cạn hết rồi bạn. Cái này chắc không được. Tìm vãi có nước để rửa. Ồ, vẫn được bạn ơi. Để mình xuống cái này mình rửa. Vẫn được. Chắc là mới cạn từ 10 giờ đêm qua rồi. Thấy nó vết nó khô khô rồi. Đây. Đấy. Chết tỏi rồi dạ. Thì nó khô rồi. Mất nhớt rồi bạn. Ở đây à, cô. Vâng. Nó phải có nước mới thả được cô ạ. Luôn to anh em. À, tạm biệt dọc xuống này bạn ơi. Tôi vứt cái ống nguyên. Chị nuôi nhiều lợn đâu mà chị cắt được thế. Dạ. Dạ. Chị bảo cái ruộng đấy hôm trước có lươn to lắm bạn. Nước nó có nước thì nó lên. Cái chỗ đấy là ngày xưa nó là cái ao họ lấp rồi bạn.
hai cái ở đấy, một cái lươn rất to, còn một cái xịt. Có người mình không có nói chuyện được. Này hôm nay 4 cái này rồi. 4 cái này, 2 cái lặng lắm ạ. 2 cái lặng, 1 cái xịt. 1 cái được 1 con, khả năng con đấy chết. Hôm nay được 3 cái ống 60. Gần đầy. Gần đầy luôn ạ. Qua mình đi nhưng mình không có quay được. Không có quay chút bạn ạ, có quay vớt nhưng mình đánh cháy lên thôi. Buổi hôm nay là buổi thứ hai. Qua mình được 3 cân thì mình về mình bán 170.000 cân, cân xu. Hôm nay video nó hơi dài bạn ạ. Còn mấy điểm nữa. Phát này thả vào, chỗ này thả vào phát này bạn, không biết có còn không, còn bạn, ống hở này bạn, cứ 50 cái mà đào như thế là lấy hết bạn. Cái này chứ. Lục cục luôn. Không phải chỗ nào thả dày được mà. Có chỗ mình thả rất thưa. Nước cũng ít nha bạn nha. Không nước không có nhiều. 3 cái được cả 3 đấy. Đây. Cái này được kém hơn này. Còn 3 cái nữa nha bạn nha. 3 cái cuối cùng kia. Phát này thả vào, chỗ này thả vào phát này bạn, không biết có còn không, còn bạn. Ống hở này bạn. Cứ 50 cái mà đào như thế là lấy hết bạn. Cái này chứ. Lục cục luôn. Không phải chỗ nào thả dày được mà. Có chỗ mình thả rất thưa. Nước cũng ít nha bạn nha. Không nước không có nhiều. 3 cái được cả 3 đấy. Đây. Cái này được kém hơn này. Còn 3 cái nữa nha bạn nha. 3 cái cuối cùng kia.
ba ấy, cuối cùng lần kia thôi mình không quay nữa nha bạn nhé, cả video nó dài quá, dài còn chút trên xe mình đây. Này xịt nhiều lắm. Cái chết rồi. Chính cái lúc vớt cạn quay cạn này bảo cái này khả năng chết được một con, khả năng chết. Như rằng ui mày, ui tưởng là sống, ui cái ào đây, chính nó ở ào đây, ui đèo mày luôn, kinh khủng luôn. Đây là ba cái không mười anh em, ba cái không mười nặng lắm. Ui, hết sạch luôn đấy. Tái xịt đây nha. Ô, hai cái xịt rồi. Hay là lươn nó ra thì biết. Cái này xịt. Cái này xịt bỏ mấy cái xịt này nhá, bỏ đi cả nó rơi mất, bảo hôm nay xịt nhiều mà rắn này bỏ mạnh này. Ui giời mạnh quá, vẫn còn mà. Cái số 10 nha anh em ơi. Còn một con. Cũng như kiểu léo trên xe nhỉ. Xịt nói pha luôn. 3-4 cái à. Có cái đầy quá chết, có cái thì này xịt. Đây đầy cái không người, cái đầy này nhỉ. Cái này cũng vậy. Nó có chỗ nó nhiều lườn, chỗ nó không có lườn. Những cái nào xịt kia là những cái tuyến hôm qua phải quay lại đánh lại những cái chỗ này hôm, cho nên là xịt. Cái đầy được hai cái đầy cùng chết ngay một cái, may quá cái này sống. Ôi
Thì nếu là cái này nó lại chết rồi. Chết thì vô lý thế gì. Cứ bỏ ra cái xịt nha anh em. Xịt nó phải đến hơn chục phát ạ. Thịt nắm thế chứ. Còn hai phát cuối cùng nha anh em nhé. Để dịch máy dịch ra ngoài đây phát này. Ui, phát đúng này luôn anh em ạ. Cho dịch ra ngoài đây phát. Nhà mình thấy rõ không? Đổ luôn ra ngoài luôn này. Hai phát xong rồi nha anh em nha. Không biết là anh em nhìn có rõ không? Hai phát xong rồi đây. Mượt vía luôn. Thả hố cái hố đây rồi kinh điển này. Qua xác định đi tuyến đấy, thả phải thả vào cái hố đấy. Anh em chờ phát. Rồi luôn đấy, đúng hai phát xong rồi. Còn trên này xịt này, lúc nãy xịt mấy cái luôn, 2, 4, 6, 8, 9 mà xịt hơn chục phát luôn. Lúc tôi rồi đây nha bạn ơi, anh chị và các bạn xem video thấy hay cho mình xin một like một lượt chia sẻ nhá. Xin chào anh chị và các bạn, hẹn anh chị và các bạn những video tiếp theo. Chắc này được 6 cân, 6-7 cân.